Đúng không? Không, em lỡ chọn rồi. Con mèo quýt này con mèo không? À, hình chùi gì vậy? À, cũng tại vì được. Con mèo nó thấp quá, được. Có thể nó ăn được á. Thấy thấy thể hình thấy thua rồi. Không, con mèo nó tầm thấp, con kia nó tầm cao. Rồi, ok đi. Em có bị đén không đó đó. Đồng kèo sao lại đó. Em hơi bị đén không đó đó. Đúng rồi. Xong rồi. Chuyện Việt Nam.
Rớt cái gối vậy. Để em bàn nhé. Ừ. Rồi ngáp rồi, ngáp rồi, ngáp rồi. Ngáp rồi. Ngáp rồi. Em biết giờ mới trầm cảm luôn.